thịt rùa ăn không có xấu gì cả, nó rất tốt cho sức khỏe, chứ không phải xấu sức khỏe. Mà những người này, bệnh này, vui lòng đừng ăn thịt rùa để cho nó tốt cho sức khỏe của mình và căn bệnh của mình. Nếu ta ăn thịt rùa vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người không nên ăn thịt rùa là người có bệnh dạ dày, người chân tay lạnh, phụ nữ rong kinh, người bị đường ruột. Là vui lòng, bà con ta vui lòng đừng ăn thịt rùa. Nếu bà con ta ăn thịt rùa vào thì những người này, những bệnh này không nên ăn thịt rùa là bệnh dạ dày, chân tay lạnh, phụ nữ rong kinh, người bị đường ruột, vui lòng đừng ăn thịt rùa bà con ơi. Ăn thịt rùa vào thì chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, mà nó tác hại xấu cho sức khỏe của mình. Còn ngoài ra, thịt rùa nó rất tốt cho sức khỏe, nó tốt cho những người có hen, suyễn, tim, mạch, huyết áp cao, trẻ em, ho lâu ngày, suy dinh dưỡng, thiếu máu, suy nhược, hội chứng mãn kinh, đau ngực, đau sườn, đau nhức khắp mình mẩy, mất ngủ, ra mồ hôi trộm, bệnh trĩ, đau lưng, mỏi gối, thì ta ăn thịt rùa nó sẽ tốt cho sức khỏe và nó tốt cho những căn bệnh như vậy. Ngoài ra, thịt rùa nó tốt cho những người có hen suyễn, những người có tim tim mạch mạch, những người có hen suyễn, những người có tim mạch, huyết áp cao, trẻ em, ho lâu ngày, suy dinh dưỡng, thiếu máu, suy nhược, hội chứng mãn kinh, ngực sườn đau nhức, mất ngủ, ra mồ hôi trộm, bệnh trĩ, đau lưng, mỏi gối, là ta vui lòng bà con à, vui lòng đừng ăn thịt rùa. Đó, nên vui lòng đừng ăn thịt rùa là những người có bệnh dạ dày, chân tay lạnh, phụ nữ rong kinh, người bị đường ruột. Còn lại là nó tốt cho bệnh hen suyễn, tim mạch, tốt cho huyết áp cao, tốt cho trẻ em, ho lâu ngày, suy dinh dưỡng, thiếu máu, suy nhược, hội chứng mãn kinh, ngực sườn đau nhức, mất ngủ, ra mồ hôi trộm, bệnh trĩ, đau lưng, mỏi gối, là nó tốt vô cùng sức khỏe cho khi ăn thịt rùa. Nhưng mà không phải ăn thịt rùa là một ngày ta ăn bao nhiêu cũng được. Thịt rùa ta ăn 10 gram thịt rùa một ngày thì ta ăn 6 ngày liền, thì chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Chúc bà con ta ăn thịt rùa vui vẻ mạnh khỏe. Ăn 10 gram trở xuống một ngày, 10 gram trở xuống một ngày mà ăn 6 ngày liền, bà con chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn thịt rùa bà con nha. Xin thân ái kính chào. Woo!